gọn nữa. Đây là cái đó. À đây đây. Để mời anh em nhá. Tiết canh. Ui giời. Còn gì bằng. Ngon. Cho tí tiêu bát vào thơm. Mời anh em nhá. Con đợi chưa? Hello, xin chào tất cả anh em nhá. Sáng nay cuối tuần anh em ạ. Đây một tuần chỉ có một lần, hôm nay một lần ăn tiết canh thôi, hôm nay đi thể dục về đấy anh em ơi. Làm hai bát tiết về nhà ăn anh em nhá. Đấy, hai bát tiết mình đạp xe về quán ở cạnh này, nó người ta làm quán ăn mà. Người ta đánh mình ra mua. Đấy, đầy đủ. Rất là tiện lợi. Cả rau thơm nó trước đầy đủ đấy anh em nhé. Không thiếu gì. Đấy. Úi giời, đồng đồng úp bát luôn. Đấy. Rồi bà xã nấu cho bát phở ăn cùng với lại tiết. Sáng ra nhà mình là mẹ để bên này để cho con ngồi bên đấy, tí nó ngồi cứ để cho mẹ nó dậy giờ đấy, không tí con nó ngồi đấy anh em nha. Đây bữa sáng của mình đây, mời tất cả anh em. Đấy, cuối tuần đây anh em nhá. Tiết canh. Ngon lắm anh em. Mời anh em ăn sáng nhá. Đấy, bữa sáng của mình đây mọi người nhá. Ăn sáng làm nay cuối tuần là làm bát tiết. Tiết đồng lắm anh em đây. Bát tiết, hai bát tiết. Bà xa nấu cho bát phở. Dạo này mình cứ nấu ở nhà ăn thôi anh em. Nó ngon lắm. Nước xương mình mua về hầm xong rồi nấu lấy ăn thôi. Xương bò ăn ngon. Nhưng mà xương bò kẻ đập củ gừng vào có đập. Chả đập gừng. Ừ đấy, nghe ngồi đấy. Cho con nó kìa. À mà có khả năng 6 rưỡi rồi gọi con. Đây anh em phải cắt tí ớt vào ăn cho nó cay. Con chanh không? Có, cầm mấy tí chứ. Làm miếng chanh. Đấy anh em ăn uống sáng nay chủ nhật mới làm tí tiết canh rồi mới anh em nhá. Vắt tí chanh vào xem nào. Cái chanh này là vắt ăn đâu vắt đấy anh em nhá, chứ mà vắt nhiều nó thơm. Thưa bác ạ. Gọn đấy. Đây là cái đó. À đây này. Để mời anh em nhá. Tiết canh. Úi giời. Còn gì bằng. Ngon. Cho tí tiêu bát vào thơm. Mời anh em nhá. Con đợi chưa?
ăn thế này ngon anh em. Gọi con dậy ăn đi để học. Ăn tiếp đi. Ngon lắm. Ngon thật. Chuẩn luôn. Tuyết cú mèo. Thật ra quê mình ăn tiết canh là ăn bún anh ạ. Nhưng mình chia sẻ lên nhiều anh em cũng không thích. Hôm nay mình ăn không. Nước xương bò ngọt lắm. Thế sao hôm qua đứa nào xui cô giáo biết? Bọn chúng nó bàn. Thế nó bảo hôm qua là chúng nó tổ chức rồi. Mua xúc xích với cái gì đấy. Mỗi đứa nằm 50.000. Thế sao ở 50.000 là quà? Ừ. Chúng ăn là bỏ con dai nó tổ chức cho một xúc xích rồi. Đấy, in để lấy chỗ ta. Ngon. Tuyệt cú mèo. Có ăn bố cắt không? Ừ. Ăn ớt rồi. Ăn miếng. Ăn đi. Ngon. Bảy là ngan cả. Cả đã mua được một ngan thì ăn miếng lâu. Nó con lôi ra con cái ghế này. Không con lôi nó nặng nó kêu. Ngan cả chiều. Chiều thì cứ sáng. Có chứ. Không. Ăn đi. Quên là bông lên một cùng. Đằng nào chen lên cầm bố cái điện thoại với cái chân đỡ để bật cam. Ký đâu. Cơ bản giờ ấy. Thôi em muốn này. Ừ. Thôi để bố. Ừ. Cầm điện thoại với cái chân trống, chân đỡ. Để bật camera ngồi ăn tự nhiên. Thank you.
phố Gia Tương. Không. Ngon anh em ạ. Lâu lâu cứ một tuần ăn bữa cái canh. Mát mẻ cuộc đời. Sẽ ăn tiếp canh của mình là quái khẩu ấy, nhưng mà giờ này mình ít ăn này nhá, tuần ăn lần. Cắt tí ớt và cho nó cay cay. Tháng ăn lần rồi. Này nhân ngọn. Chuột cú mèo anh ạ. Lấy lắm đũa. Ta lấy đũa rồi bông. Ăn xong mẹ đi chợ. Đấy, cuộc sống rất đơn giản và nhẹ nhàng. Bữa sáng nó cũng vừa vừa hay phải. Ba rưỡi tiết anh em. Thực ra ăn thì vẫn ăn được, tiết canh cũng không nên ăn nhiều quá. Đấy, làm bát phở bò bà xã nấu cho này. Còn tuyệt cú mèo nhỉ. Mời anh em nhá. Ngọt, nước xương nhà mua về hầm lấy anh em, ngọt. Cái nước này mình hầm lấy nó thật. Nó ngọt đúng theo
từ xương luôn. Xương bò hầm hầm nước thứ hai bắt đầu mới ngon. Thế lại mai lại hầm lại. Hôm qua mày hầm chưa kỹ. Hay là thế này. Phía điện Đức. Xem Nga nó còn không. Còn là còn hai ông già. Nếu còn thì về bảo nó làm cho con. Nó thì sẵn chưa? Không, mình về mình phải bảo nó đúng. Thì là ăn lẩu của Nga. Khỏi đi chợ. Không lẩu, bao giờ? Tối. Chưa, không ăn nhà. Ăn thế sao? Thế sao bảo là không ăn? Cho nên nộp bao tiền? 50.000. Nộp chưa? Chưa. Nó chưa như không nên chẳng bỏ đi ạ. Trong ví con còn 60.000. Thôi, cái tiền nó cứ để con ăn sáng. Tí cũng cho 50. Tí mẹ đưa con 50. Thế nhưng một trẻ là cái cầu khê phải cẩn thận đấy. Thế xong hẹn các bạn đi qua đây rồi đi. À còn phải đi học à? Không, đi học là thêm một là cả đám đi học rồi. Nhưng mà ý là con còn phải học sinh ở trường nữa. Nghĩa là con bố ấy từ 9 đến 10 giờ. Thế 10 giờ mới về. Chủ nhật cũng học. Không, chỉ mỗi mình con rồi. Cô xin bảo là lần trước con không đi thì giờ phải mua lại. Tuần trước không đi. Hôm trước con nghỉ mà. Xong rồi tuần này con mới mời lại mà. Thế chúng ăn mấy giờ? 10 rưỡi 11 giờ. Thế bảo chúng tôi 11 giờ thì ta đi học. Chứ cô sim nhà mày không yên tâm được. Cô dậy 9, 10 giờ khi cũng quá lên. Nhưng mà quá thì bảo cô. Ừ, không bảo cô nó học 10 giờ thôi. Con học 10 giờ chứ, 10 giờ là con em tổ chức 20-10 nghe. Má, tả bảo cần bảo cô cho về. Đừng nói đùa, đến lúc là cập rập. Cứ bảo. Hình như hay là bố đẹp trai quá nhưng cô cứ ưu tiên mẹ. Đang gì bố? Có gì? À, mời anh em nhá. Để sáng ra nhà cả nhà ăn sáng cứ vui vui nói chuyện vui anh em. Không nước này không ấy mẹ có khi hoàn lạc quá không ngọt bằng nước ấy quá. Không. Nếu thịt thì về bố phải về có thịt. Về. Tức là về cắt cái canh. Anh em phải nước nó ngọt.
húp luôn. Đấy, mình ăn phở ăn biết cứ thích ăn nước. Nước lọc nước xương. Ngon lắm anh ạ. Cái phở viết là nước nó bao giờ ngon nhất. Wow, tuyệt đỉnh của mèo. Còn có hoa quả gì không? Bưởi. Ăn bưởi không? Thôi. Đấy anh em ạ, ăn xong hôm nay không có hoa quả gì. Thôi video mình dừng đây nhá. Chia sẻ anh em bữa sáng này. Làm tí tiết canh với bát phở nhà nấu. Hàng chính hiệu nhà nấu, không phải đi quán đâu. Nước xương là ngọt đúng từ xương. Thôi hẹn anh em video sau nhá.